Xin chào bạn đã quay trở lại với shop bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng một mã hũ thủy tinh có nắp chống tràn Glanlock nha. Đây là hộp có dung tích là 3000ml, 3 lít ạ. Phù hợp cho khách hàng để mật ong, rượu, hoa quả ngâm hoặc là sấu ngâm nha. Các loại trái cây ngâm đều được ạ. 3 lít ạ, nó khá là lớn nha. Đó, cao 30cm. Rộng 10 này. Nó hai bên nó có cái phần lõm ở đây để cho chúng ta cầm rất là chắc chắn. Dung tích của hộp là 3 lít nha. Sản phẩm có khóa chống tràn 4 cạnh, có gioăng silicone. Vì thế nó sẽ chống được kiến. Nó rất là kín hơi và kiến sẽ không vào được nha. Thủy tinh kính cường lực rất là chắc chắn ạ. Hàng chuẩn chính hãng, made in Hàn Quốc. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn.